Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong những năm qua, khoa học và công nghệ đã khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa con người Việt Nam. Ngày 18 tháng 5 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và chúc mừng Đại hội đại biểu Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất, là tiền thân của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ngày nay. Trong bài phát biểu, người đã tổng kết và xác định sứ mệnh của nền khoa học và công nghệ Việt Nam. Chúng ta đều biết rằng, trình độ khoa học và kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém, lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều, cách thức làm việc còn nặng nhọc, năng suất lao động còn thấp, phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó. Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Gần 6 thập kỷ qua, học tập và thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội trên khắp mọi miền đất nước và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Từ sự kiện có ý nghĩa này, Luật Khoa học Công nghệ được Quốc hội khóa 13 thông qua vào tháng 6 năm 2013 đã có điều 7 quy định. Ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam. Từ đó Việt Nam đã có một ngày để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng bạn đọc sách xin kính chúc toàn thể đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thêm nhiều thành công, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ, góp phần đắc lực vào tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu.